Xin mời quý vị thưởng thức trích đoạn cải lương Phép Nhiệm Màu. Biên kịch Trần Hoàng, chỉ đạo nghệ thuật và đạo diễn Trần Trọng Bằng, với các nghệ sĩ tham gia biểu diễn: Bích Vụ vai Phật Bà Quan Âm Bồ Tát, Trần Hanh trong vai cha, Nga Nhi trong vai con, cùng tốp múa thể hiện. Tiết mục xin phép được bắt đầu. Nhưng cha con mình đi đâu bây giờ hả cha?
cha con ta dắt nhau đi hành khất, sống nương nhờ vào những tấm lòng nhân hậu. Vậy ta đi thôi đưa từ bên
Kẻ khốn khổ này chẳng có tiền của đem dâng, xin cung tiến Phật đôi dòng mắt. Con cầu xin Phật cao hay thấu cho nỗi lòng. Cho cha xin hớp nước con. Vâng, con đi kiếm nước cho cha ngay đây ạ. Cha đợi con một chút cha nha. Ôi, tội nghiệp cho con tôi. Không biết kiếp trước tôi mắc tội gì với trời Phật mà kiếp này phải đày đọa chốn trần gian. Có những lúc cha muốn nhắm mắt cho xong, nhưng nghĩ đến con cha đi sao được. Ôi đứa con đáng thương và hiếu thảo, sao trời không chút xuống thân tôi, còn con tôi có tội tình chi mà phải chịu nỗi đau này. Ai có thấu chăng một kiếp đọa đầy, đã bao tháng ngày cha con ta lang thang cầu thực, gió dập mưa vùi nắng bước tha đêm đông, nhìn những giọt mưa rơi thương con trẻ lẽ ướt nhòa vai anh. Cha con ta như chim lạc bầy lạc bàn, không ngõ hàng không xóm làng thân thích. Bye.
Con ơi, con! Cha ơi, con mang nước về đây rồi. Cha dậy uống nước đi cha. Cha tôi làm sao thế này? Cô hãy cứu cha tôi. Cô hãy cứu cha tôi. Cha, cha ơi, cha có nghe chăng tiếng gọi của con vọng sâu từ cõi lòng xót xa cay đắng? Cha đã ra đi bỏ lại đứa con giữa rừng sâu hoang vắng rồi, con biết sống sao đây trong những đêm gió tới Đức Như Lai.
Phật tổ sẽ ban phước lành cho các con trong giây khắc. Con trăm ngàn lạy Đức Phật thần thông quảng đại, xin người hãy cho con hỏi một điều. Con cũng là người, mà sao số kiếp của con lại chịu nhiều đau khổ, chẳng được như bao người khác trên trần gian ạ? À, hỡi các con, Phật là tâm, là hiện thân của cái tâm con người. Vì thế ở trần gian này có chuyện gì Phật đều biết hết. Ở đâu có điều thiện là ở đó có Phật. Phật sống được là nhờ cái tâm linh trong sạch của con người. Trong kiếp sống ở trần gian, ai giữ được cái thiện, cái tâm thì chẳng những mình được hưởng phúc mà con cái đời sau cũng được nhờ. Kẻ nào độc ác, tham lam sẽ bị trừng phạt, đó là lẽ nhân duyên quả báo. Nào các con hãy xem đây. Con tôi khỏi rồi, con tôi đã khỏi bệnh rồi. Con cha, cha con xin cảm tạ Đức Phật. Chúng con không biết lấy gì để đền đáp công ơn của người ạ. Dạ, đền đáp công ơn của người ạ. Những tấm lòng hiền lành lương thiện, sự yêu thương đùm bọc sẻ chia, giúp đỡ lẫn nhau, đó là những lễ vật cao quý mà mọi người đã kính dâng lên Đức Phật rồi. Ta không cần gì hơn thế. Phật luôn luôn trường tồn cùng những điều tốt đẹp trên thế gian này. Nam mô A Di Đà Phật. Chương trình biểu diễn của đoàn dân ca chèo bảo tồn văn hóa tâm linh đến đây đã kết thúc. Thay mặt anh chị em nghệ sĩ diễn viên trong đoàn, xin cảm ơn quý vị đại biểu và quý khán giả đã có mặt trong đêm diễn hôm nay.